Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 328 Tiếp tục câu chuyện Bây giờ Sở Phong nhìn vẻ mặt này của con chó Luôn cảm thấy nó sẽ không có ý kiến hay Khiến cho hắn cũng có chút lồng tóc dựng đứng Nhưng hắn không thể không để con chó cự thú màu đen này Đưa hắn trở về với cấp độ tiến hóa của hắn mà nói, hắn rất khó bước ra khỏi vũ trụ chết chắc này. Người cấp đi bình khí của ta, còn đâu đó thành thuốc, người không nghĩ đến chuyện đền bù cho ta sao? Sở phong kéo dài thời gian, thật ra hắn đàn đoán có phải con chó này đang giày vỏ hắn hay không? Đúng là mới mẻ, lại có người yêu cầu bổn hoàng đền bù. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có người như người xuất hiện. Con đại cầu bầu đen nhào mắt nhìn hắn, khi chớp mắt chùm sáng màu xanh lại càng tinh người. Nó không có hảo ý nhìn chăm chăm sở phong. Sở phong nhìn lại, trong lòng có chút áy náy. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Con chó này nhìn thế nào cũng không phải mặt hàng tốt. Nó nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nó chưa hề ăn thiệt, cho nên nó mới không biết cái gì gọi là đền bù. Mặc dù rất muốn đấu một nồi thịt chó đen, nhưng sở phong vẫn không thể không gượng cười. Hạc lão đại, ta chỉ nói đùa mà thôi, ta nói cho người biết, mau tranh thủ thời gian đưa ta về nhà ta lập tức đi tìm đế dược sau đó đến nhà bái phòng nữ đế kia sở phong không muốn đối mặt với nó luôn cảm thấy ở chung với nó không có chuyện gì tốt con người xanh trần của cự thú màu đen nhìn hắn chằm chằm thời gian rất lâu cuối cùng thở dài được rồi ta vốn muốn tính toán với người bột ven nhưng đế dược quan trọng không thể đắc tội với người được ngươi là người đầu tiên bổn hoàng không nhổ lông từ lúc hải thiên tích địa đến nay sau khi nghe xong, sở phong thật muốn tiến lên đánh cho nó một trận. Vốn con chó đen này đã cướp đồ của hắn cơ mà. Chuyện này là sao? Nó không biết xấu hổ, dùng nguyên rùa cổ xưa nhất hù dọa hắn. Bắt hắn đi tìm tam sinh đế dược, còn âm thầm muốn cướp bóc hắn một ve nào. Tuy nhiên thì hắn cũng hơi chột dạ. trên người hắn có lọ đá, còn có ba hạt giống đều không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, không được để sơ sót. Nếu chẳng may bị con chó này đoạt mất hắn thật sự đã bánh bao thịt đánh chó. Mà đúng là bánh bao thịt đánh chó thật. Nếu thật sự phát sinh chuyện đó, hắn khóc cũng chẳng khóc. Được rồi, không chỉ như vậy. bốn hoàng ta đồng thời còn cho người bình khí rách kia, trầm bọc mâu lại cho ngươi. Cứ thú màu đen đói, sau đó nhổ cái móng vuốt lớn của mình tìm kiếm tiểu bọc mâu màu đen. Sắc mặt sở phòng vô cùng có coi. Nó đã bị hầm thành cháo, còn có thể vớt ra từ trong đồi sao? Ta nói cho người biết Thật ra lần này người đã gạt ta loại thuốc dở tệ này hoàn toàn không có hiệu quả Còn khiến ta đấu uổng công một trận Tổn thất một nồi không ít tinh hoa Đình túy của thiên địa Ta đoán chừng dược tính lưu lại Cùng lắm cũng chỉ luyện được một lần nữa mà thôi Đồng thời ta còn phải bỏ thêm Một ít tích lũy của ta nữa Suy nghĩ lại ta cảm thấy tức giận vô cùng Bồn hoàng thật muốn Một bàn tay đập chết người luôn Con đại hắc cầu hùng hằng nói sau đó nhè răng trắng như tuyết, biểu hiện bất thiện. Mẹ là nó. Sở phong cảm thấy nếu đẳng cấp tiến hóa của nó cao hơn con cự thú màu đen này, hắn sẽ không nện chết nó mà đánh cho đến khi nó gọi chủ nhân mới thôi. Không thu phục nó, không đủ để bình dần vẫn. Sở phong nghĩ như vậy. Người nói cái gì đấy, lầm ba lầm bầm, có ý gì? Ánh mắt của đại hắc cầu một lần nữa để mắt đến hắn. Đồng thời, nó đã móc được tiểu mộc màu màu đen từ trong rực lô ra, cũng không bị mục nát vẫn là hình dáng ban đầu dù nói như thế nào đây cũng là tam sinh dược nếu không phải lù tình túy của trí bảo này không thể tiếp tục bị lãng phí ta đã luyện một lò tam sinh cứu bệnh dược rồi nó liếm miệng có chút tiếc nuối sau đó ánh mắt của nó bốc lên dị quang chỉ dựa vào tính cách của ta những thứ đã qua tay của ta mà trả lại thì không phù hợp với phòng thái của ta rồi sau đó nó lập tức há miệng cắn một cái lên tiểu mộc màu màu đen cái gì sở phòng ngẩn người sau đó hắn kêu to bởi vì tiểu mộc màu đã bị biến hình miệng của con chó này đúng là lợi hại rằng cực kỳ sắc bén ngay cả mộc màu cổ quái như thế cũng có thể bị cắn thủng sở phòng đã từng làm đủ thí nghiệm nhưng tiểu mộc màu màu đen vẫn không bị phá hủy có thể tùy tiện xuyên thủng tất cả mọi ngăn cản Tuy nhiên bây giờ tâm của hắn đang chảy máu, còn cho đen kia đã ăn hết một đoạn. Đây là tính cách ác liệt trời sinh, có thể nói đã bản tính khó rời, chưa từng chịu ăn thiệt, cái gì cũng phải lấy một ít ra. Vì thứ này đúng là có độc đúng như trong ghi chép, cũng may mà ta có phòng bị. Đại hắc cầu hậm hực nói, sợ phong hoàn toàn bó tay, nghẹn họng nhìn trần trối. Nó là loại chó gì thế, biết là có độc khả năng rất nguy hiểm nhưng nó vẫn ăn nó không chịu thiệt cái gì cũng phải lấy lại một ít tính cách của nó khiến cho nó không thể không há cái miệng đen biết có độc nhưng nhất định phải thử một chút đối với điều này sở phòng chỉ có một đánh giá đáng đời tại sao không độc nó nửa thân bất toại luôn đi cho người cái thứ rách nát này đây Nã hát cầu ném tới mộc mơ màu đen xuyên qua hư không mang qua khoảng cách ức vạn dặm cuối cùng truyền tống đến trước mặt sở phong sở phong cầm lấy tiểu mộc mâu nhanh chóng đánh giá cẩn thận lập tức khoe miệng giật giật bên trên tiểu mộc mâu màu đen rõ ràng xuất hiện một loạt dấu răng hơn nữa còn rất sâu hắn tràn ngập oán niệm đây là một món đồ không tệ lại cực kỳ tinh xảo kết quả bây giờ lại bị chó gặm qua mà mẹ nó lại hợp với tình hình được rồi để ta đưa người trở về nhá. Còn cựu thú màu đen nói Nó tiến hành các loại chuẩn bị Vận dụng môn đạo đặc biệt Mở ra cánh cửa truyền thống cỡ lớn Người đi đi Đại hắc cầu nói Một cánh cửa sâu thẳm xuất hiện trước mặt sở phong Sau đó hắn ngã nhào một cái Không tự chủ mà rơi xuống Nói là cánh cửa Thật ra là một cái hố Sở phong bị mất trọng lượng Cảm giác trời đất quay cuồng Giống như một người từ 33 tầng trời Bị cây thăm bột cức đạp rơi xuống phàm trần lần này ta đặc biệt dụng tâm truyền tống, hẳn là sẽ không đưa người trở về nguyên địa, mà truyền tống vào trong mảnh đất quỷ dị kia, thuận tiện cho việc tìm thuốc, cũng không bị chết dọc đường. Con cường thú màu đen hơi chột dạ nói. Tiếp theo, nó lại lầm bẩm Một gương mặt cổ quái như vậy, đoán chừng không phải tướng đoàn mệnh. Quan trọng là, nó tuyệt đối không tị húy, hình chiếu vẫn hiền hóa bên trong đường hầm, đừng sở phong cảm nhận rõ ràng. Một khắc đó trước mắt sở phòng biến thành màu đen Muốn phun ra một ngụm máu Con chó đen này tính làm gì thế Có cách làm hành sự như vậy sao Quá xấu hổ và gây tởm Con chó chết tiệt kia Người hại ta Người không muốn tìm đế dược Không muốn ta giúp người tìm nữ đế sao Đã bao nhiêu năm rồi Không ai dám mắng ta như thế Người là người đầu tiên Hôm nay bổn hoàng sẽ để cho người biết vì sao bông hồng lại màu đỏ, vương vị bị lệch, cho nên người mới bị đưa vào đường hầm đó. Chỗ thiên đế biến mất cực kỳ nguy hiểm, nằm đó không ai vào được đến đáy hố đâu. Đương nhiên, vừa nãy phương vị tọa độ bị thay đổi, đại hắc cầu hối hận vô cùng, vội vàng tranh thủ thời gian sửa lại. Nó thật không dám loạn dày vò. Bây giờ chính nó cũng không dám đi, sợ gặp phải tai họa lớn. Cùng lúc đó, cơ thể của nó chấn động, cảm thấy cơ thể của người đàn ông bên cạnh run nhẹ, lại càng sợ hơn không dám dừng lại. Ta cần dùng đồng quan kia trấn ta. Nó mang người đàn ông kia và tàn trung quả quyết trên đường, không quan tâm đến sở phòng nữa. Hy vọng lần này đáng tin cậy, không truyền thống sai lầm, để hắn có thể tiến vào trong đất tìm thuốc. Nó phóng đi. Không bao lâu sau, nó nhìn thấy vũ trụ hắc ám âm u đầy tử khí. Lạc ấn đồng quan kia chân thật như vậy, tự thú màu đen kẽ than một tiếng, nó không biết đồng quan thật trôi về phía nào Phải chăng đã rời khỏi thế giới này rồi Đoạn đại khanh Không biết người có tìm được tam sinh dược Ở một đường khác hay không Vị đồng quan kia tổn thương nặng như vậy sao Hắn ta vô địch ngút trời Lẽ ra không nên như vậy mới đúng Hắn ta cũng cần đế dược sao Nó cảm thấy ảm đạm vô cùng Phèm một tiếng Nó cứ thế mà biến mất mang theo người đàn ông trung niên kia chui vào hư không băng lãnh kia. Nó muốn đuổi theo vết tích đồng quan, một đường mà đi tìm đến người kia. Sở phòng mang theo oán niệm, không ngừng nguyên rủa nhanh chóng rời xuống bên trong lỗ sâu. Tiền chó chết đen kia, muốn truyền tống ta đi đâu chứ? Thiên hạ đệ nhất hung địa, hay là ách thổ cổ kim đáng sợ nhất? Hắn kêu to, trong tay mang theo hắc mộc mầu và một nắm đất luân hồi tuy thay chuẩn bị đánh ra đại sát khí. Sở phong hoàn toàn trống rỗng, trong lòng không chắc, không biết con đường phía trước như thế nào, cuối cùng sẽ đến đâu. Hắn động viên chính mình, âm thanh trầm thấp nhưng lại vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc. Ở nơi đó phát ra tiếng, âm vang hữu lực. Một sở thiên đế từ trên trời rơi xuống, ta sẽ trấn áp kẻ địch của mọi thời đại. Sau đó, hắn từ bên trong cây hố rơi xuống, mang theo cuồng phong một đầu rơi thẳng xuống dưới mày ở kiếp sợ phong nguyền rủa hắn vẫn còn cách mặt đất rất cao mà với cảnh giới hiện tại của hắn ở dân gian sẽ không tính là phi hành mà là ngã chết tươi nếu thật sự bị ngã cũng quá mất mặt rồi chết không nhắm mắt sợ phong tranh thủ thời gian lấy ra bảo viến luyện chế từ cánh chim tranh thủ quạt lên không trung đáng tiếc nó chỉ là một cánh quạt không cần xứng sau đó hắn lại tiếp tục ngã xuống đất. Sẽ không đến mức ngã mà chết đấy chứ. Sở phong rất là muốn khóc. Lần này hắn bị lừa đến thảm rồi. Hắn sẽ rơi xuống một ách thổ hoặc tiệt địa nào hay sao? Ta là thiên đế từ trên trời mà xuống. Hắn nói nhỏ. Sau đó hắn liền nện xuống mặt đất đánh âm một cái. Sao? Không đúng lắm. Tại sao lại nhìn quen mắt đến thế? Vẫn là chiến trường tam phương như trước. Truyền thống chết tiệt. Sở phong muốn cười to nhưng rất nhanh, hắn lại không cười nổi. Nơi này dường như không phải trận doanh Ung Châu, mà là trận doanh Thiềm Châu, Nam Bộ. Bịch một tiếng, hắn đền vào bên trong một căn đều lớn màu vàng, tạo thành một cây lỗ cỡ nhỏ, đồng thời rơi vào bên trong một vũng nước. Hắn đã sử dụng mộc màu màu đen đầm xuyên qua nóc lều. Nếu không hắn sẽ không rơi vào bên trong được. Bây giờ đêm đã khuya, con đại cầu kia luyện dược tốn gần hết nửa đêm vốn trời tối người yên nhưng bây giờ bịch một tiếng bọt nước văng tung tóe gần như cùng một thời gian bạch quang lóe lên mấy tâm ruột đánh về phía hắn cùng với hơi nước lồng tóc sở phòng dựng đứng cảm nhận được nguy hiểm rất lớn hắn đưa mộc mông ngăn đằng trước bạch quang kia dường như ý thức được mộc mầu quỷ dị liền nhanh chóng rút lui ta là thiên đế từ trời xanh mà đến sở phòng nghiêm túc lớn tiếng dọa ngươi chấn nhiếp và hù dọa những người trong đều. Tuy nhiên sự trịnh trọng đang hoang của hắn rất nhanh đã bị sự kinh ngạc phá vỡ. Hắn nghẹn họng nhìn trần trối với ngẩn người. Bên trong thùng gỗ to lớn có một cái bồn tắm. Đối mặt với hắn là một cô gái đẹp đến mức đủ điên đảo chúng sinh, cuộc sắc thiền hương quá mức mỹ hoặc khi chết hổ lì tình điển hình. Cương mặt lớn chừng bàn tay, ánh mắt dài nhỏ trong vèo như nước, làn da trắng như tuyết thậm chí còn óng ánh hơn cả dương chi mỹ ngọc tiên nước hoàn toàn khó mà che giấu làn da trắng nõn và óng ánh kia tuy nhiên đã có mười cái đuôi cáo tuyết trắng ngăn trước người thiếu nữ cho dù đang ở trong trạng thái như vậy nhưng thiếu nữ kia vẫn không hề bối rối thân mang lăng lệ lé lên từ sâu trong đáy mắt sau đó lại mỉm cười mặc dù không nói chuyện nhưng nào mỹ hoặc trời sinh đôi môi hồng nhuận vô cùng gợi cảm lồng bì rất dài ánh mắt có thể khiến cho người ta tâm thần mê loạn. Chỉ trong tích tắc, sở phong âm thầm cảm thán, thầm hồ lợi hại. Thêm nữ đó không những dùng mạo tuyệt thế, tiền đạo chúng sinh, quan trọng là khí tinh thần tràn ngập năng lượng đặc biệt. Đồng thời sở phong ngay lập tức nhớ đến một vị cố nhân nào đó là thạch hồ thiền tồn từng bị giam cầm ở dị vực, sau đó được hắn đưa đến trái đất. Thiếu nữ này có mười đuôi thiên hồ, sẽ không phải là con cháu đời sau đấy chứ hắn nhìn cái lỗ lớn trên đỉnh liều có thể nhìn thấy cả trăng sao bắt đầu chững chạc giới thiệu ta thật sự là thiên đế từ trên trời mà xuống đấy sở phong không biết xấu hổ cũng chẳng biết thẹn hắn khoác lạc với thiếu nữ trong thùng tắm hắn là thiên thế từ trời xanh giáng xuống nhân gian tình hoàng chợt lóe lên trong ánh mắt thiếu nữ thiên kiều bá mị Kỹ chất như hồ ly tình đối diện nàng chịu phục tên gia hỏa này đã đến nước này rồi anh còn dám nói hưu nói vượn trước mặt nàng nàng không hoảng hốt cũng không ngượng ngùng chỉ lười biếng dựa vào vách thùng tắm biểu hiện phong tình vạn trùng thân mạo của nàng không còn đời nào để nói không thể bắt bẻ Cương mặt non mịn trắng như tuyết lớn trường bàn tay tinh xảo đến mức không có một chút tí vết mặt tỏ ngập nước mang theo linh tính đường cong cơ thể động lòng người giống như một giả mỹ nữ thứ thà chập trùng bất luận bồng ngực đẫy đa hay là vợ Elton cùng với đôi chân dài, tất cả đều được đuôi cáo màu trắng hoàn bị che đậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình thể mông lung mà thôi. Dù vậy, cũng đủ để động lòng người, khiến cho người ta miền man bất định. Đây chính là một thập vĩ thiên hồ điển hình, cực kỳ xinh đẹp, chỉ xuất hiện qua trong truyền thuyết, hiện tại rất khó tìm được người thứ hai trên đời. Cầu vĩ thiên hồ đã là nhân vật ngất trời của hồ tộc, thiên phú hiếm thấy xưa nay ít đến thương tâm thêm nữ trước mặt lại có mười đuôi thiên hồ cơ thể óng ánh dưới đuôi cáo thấp thoáng một mị lực không nói ra được không hồ là hồ tộc mị hoặc trời sinh người là tào đức tào thiên đế à thiếu nữ lười biếng lên tiếng âm thanh gợi cảm tử tính nhu hoa truyền đến không hề có sự tức giận sau khi nghe xong cho dù là loại da dày thịt béo mặt vững như hắn cũng không nhịn được mà đỏ bừng hắn bị người ta nhận ra. Mặc dù trước đó hắn đã vút mặt một cái, tóc tai bù xù che đi gương mặt. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã bị người ta nhận ra chân thần từ lâu. Xấu hổ quá, vốn hắn là người nổi tiếng trên chiến trường. Bây giờ mở to mắt bịa đặt, nhất là lại nói với một thiếu nữ đang tắm trong bồn mình là thiền đế rồi bị vạch chân. Thật sự khiến người ta xấu hổ vô cùng. Đương nhiên người bình thường mới cảm thấy xấu hổ muốn tìm một nơi chui xuống. Nhưng sở phong không phải người bình thường, da mặt của hắn dày cả tấc. Chỉ trong nháy mắt, da mặt cò rúm, hắn đã trở về dáng vẻ ung dung bình thản. Đêm khuya mạo bội quấy rầy, xin thứ lỗi, ta đường đột quá. Nhìn hắn chững chạc đàng hoàng, hai tay đan vào nhau nói lời xin lỗi. Cho dù xinh đẹp xảo hoạt như thập vĩ thiên hồ, cũng nhịn không được mà muốn cho hắn một bàn tay, dùng với cái đuôi cáo đánh cho hắn mặt nở hoa có chuyện đến quấy rầy người trong thùng tắm sao? Nếu là thiêu nữ bình thường đã sớm thét lên, hồ tỏ bắt gian, kinh động toàn bộ liền doanh, khiến cho nhiều người nghe tin mà đến truy sát sắc lang. Nàng trấn định, ung dung, nhưng không có nghĩa là nàng không so đo. Chỉ là bây giờ nàng chỉ giường cùng và không phát, trong lòng đang có một số suy nghĩ. Thập vĩ thiên hồ cười nhạt một tiếng, quả nhiên khiến cho toàn bộ căn đều như là muốn sáng lên có thể xương tụng là cười một tiếng khuỳnh nhân quốc, sáng lạng và mị hoặc. Cánh tay nàng trắng như tuyết, trong suốt như dương trì mỹ ngọc, nhô ra mặt nước, ôm lấy mái tóc ướt sũng của mình, đôi môi tiền diễm mà trơn bóng. Tuy nhiên một khắc đó, lông tóc sở phong lại dựng đứng. Hắn một lần nữa lĩnh giáo được trận vực tinh thần có mà ngăn cản, bật trị bất giác bao trùm đến. Hắn có thể xác định, nếu đổi thành bất kỳ người nào cùng thế hệ hơn phần nửa sẽ mất mạng. Bởi vì năng lượng tinh thần kia rất đáng sợ, vô khổng bất nhập, toàn diện xâm lấn toàn thân, tất cả được thực hiện một cách vô thức. Tuy nhiên hắn là đại thánh, danh xưng thần thoại trong thần thoại, cho nên sở phong đã sớm cảnh giác, nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm. Tuy nhiên hắn vẫn rất phối hợp, dọc bộ tinh thần hơi hoảng hốt, muốn kiểm tra xem đối phương có bao điều lợi hại. Người đệ tử, đệ nhất sơn sao? Thập vị thiên hồ hé môi nhỏ mà hỏi thăm. Hồ ly tinh khôn rào hoạt, thông qua cuộc trò chuyện với đệ nhất sơn và một số dấu vết để lại. Nàng hoài nghi sở phong không có quá nhiều liên quan đến đệ đế nhất danh sơn. Đúng, sở phong làm ra vẻ tinh thần không phấn chấn, nhưng đã rất kiên định đáp lại. Hắn hơi kinh cãi, thêm đứa truyền nhân tiên hồ tộc kia không khỏi quá mạnh, bởi vì hắn phát hiện một sự thật vô cùng đáng sợ. Cấp độ tiến hóa của đối phương chỉ là kim thần nhưng trận vực tinh thần lại ảnh hưởng đến hắn sở phòng có thể khẳng định nếu hắn không phải là đại thánh tinh thần của hắn sẽ bị điều khiển hoàn toàn đối phương nói cái gì hắn đáp lại cái đó không thể chống cự điều này sao có thể hắn chưa từng nghe nói qua tiến hóa giả lĩnh vực kim thần có thể điều khiển đại thánh chỉ một thoáng sở phòng nghĩ đến một khả năng một hồi lạnh gần như ướt sũng cả người thiềm đự đó có khả năng nghịch thiên để được tạo quả trong truyền thuyết năm đã sớm thành thánh nhưng cuối cùng bản thân tôi luyện tranh luyện chân ngã nốt luyện cảnh giới xuống lĩnh vực kìm thân giành sừng quá trình tu hành mạnh nhất trong lịch sử trong lịch sử tiến hóa giả cũng có người như thế không nhiều chỉ đếm trên đầu ngón tay tu hành như thế có thể so sánh nhục thần phật đà hành tẩu nhân gian đây chính là nghiền ép tái tạo chân ngã nếu luyện thánh nhân xuống kim thần quá trình này khó khăn đến cỡ nào thiếu nữ tiền hồ tộc lại làm được làm được đến bước như thế chính là tình huống xưa này hiếm thấy thành tựu quá kinh thế nếu để người ta biết được tuyệt đối phải ghi vào trong sử sách buổi chiều trận xoanh ông châu xuất hiện sương bù kẻ săn vội ẩn hiện con ngươi thì biến mất suốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì âm thanh của thập vĩ thiên hồ rất mềm mại nhẹ giọng thì thầm ngồi trong thùng tắm hỏi sở phong nhưng vẫn mở ra trận vực tinh thần đặc biệt muốn tìm hiểu trần tướng sự việc ta bị kẻ săn bồi thu vào một không gian đặc biệt sau đó bất tỉnh về sau không biết vì sao hắn ta lại ném ta ra sở phong đáp lại đến lúc này hắn đã thật sự hiểu rõ thực lực của thiếu nữ kia không còn dám khinh thường nữa đây là một hồ lì tình có thiên phú tiến hóa cực kỳ dọa người thế nhưng nàng lại rất thấp điệu chưa hề có tin tức về thành tựu chính quả thần bí của nàng truyền ra trên chiến trường ba bên trong lòng sở phòng sợ hãi hắn đã sớm quyết định muốn đạp vào con đường này nhưng không nghĩ đến có người còn sớm hơn cả hắn hơn nữa lại còn thành công lúc này sở phòng nghĩ đến chuyện mà đám người lục nhĩ vi hầu bằng phản lý tiêu dao đề cập khi mới gặp nhau bọn họ nói thiềm chầu đàm bộ có một thiếu nữ thập vị thiên hồ không ai địch nổi trong lĩnh vực kim thân. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể áp chế đối thủ ngay theo hiệu lệnh của nàng, có thể nói là thuật mị hoặc cử thế vô dọc. Trước kia sở phong không để ý cho lắm, cho rằng cũng chỉ là một thiếu nữ hồ tộc cảnh giới kim thân mà thôi, tính là cái gì chứ? Nếu gặp hắn, hắn sẽ không sợ. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã quá khinh nhờn thập vĩ thiên hồ. Đây chính là tồn tại tương ứng với Phật đa hành tẩu nhân gian một khi thấy được chính quả cho dù nàng áp chế xuống cấp độ kim thần thực lực của nàng tuyệt đối không phải kim thần mà đạo hạnh còn đáng sợ hơn thánh nhân cái gọi là tái tạo cũng không phải tự phế mà là nâng cao một bước nhục thân và tinh thần đều đạt đến lĩnh vực hóa phật hoàn mỹ đằng phòng tạo cực thậm chí sợ phong hoài nghi nàng có phải tu thành tại thánh sau đó áp chế và ma tuyển bản thân xuống lĩnh vực kim thần hay không nếu đúng như vậy Nàng lại càng đáng sợ hơn nữa. Điều này không phải là không có khả năng. Thập vị thiên hồ cho sở phong cảm giác vô cùng nguy hiểm. Thật là kỳ lạ, người chính là đệ tử đệ nhất sơn. Kẻ săn bồi bắt ngươi đi, vì sao lại thả ngươi ra? Điều này đúng là không có đạo lý. Thập vị thiên hồ lầm bẩm, cảm thấy mê hoặc. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, thần mang hiện lên trong mắt của nàng. Hai chùm sáng hình rồng lại bay ra, giật khiếp người. Tiếp theo, nàng lại dựa cơ thể trắng như tuyết của mình vào vách thùng gỗ duỗi người ở tư thế vô cùng thoải mái à ta thật sự quá khinh thường ngươi rồi thì ra tinh thần của ngươi đã ở cấp độ cao thầm như thế suy chút nữa đã lừa được ta đừng giả bộ nữa ta biết ngươi còn rất tỉnh nàng uể oải biểu hiện hoàn toàn không nguy hại chút nào nhìn thấu trạng thái của sở phong nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh như cũ sở phong đờ đẫn cũng không trả lời người nhìn đi người rông vào bí phủ của ta nhìn ta tắm lại còn nói mấy lời có nghe người có nên chịu trách nhiệm với ta hay không sóng mắt của thập vĩ thiên hồ say lòng người càng lúc càng kiểu diễm có thể nói là thất tiếu bách mị sinh chân chính điên đảo chúng sinh ta chịu trách nhiệm sở phòng máy móc đáp lại ồ thập vĩ thiên hồ kinh ngạc chẳng lẽ hoài nghi của nàng là sai lầm tên gia hỏa này vẫn trúng chiều như cũ, tinh thần ngưng trệ. Vậy ngươi thề đi. Nàng ta lạnh nhạt nói. Ta thề nhất định sẽ chịu trách nhiệm với tuyệt đại mỹ nhân thập vĩ thiên hồ tộc. Cho dù nàng già, nàng mù, nàng không thể ánh vác cuộc sống của mình, nàng bị thương, bị tàn phế, mấy cái đuôi của nàng bị chặt trụi, cơ thể tiêu tụy, bán thần bất toại, linh trí trong đầu hư mất. Chìm cút, chìm cút. Thập vĩ thiên hồ nhanh chóng cắt ngang, Lần đầu tiên nàng cảm thấy xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Nàng thật sự bị cái tên không biết xấu hổ kia làm cho tức giận rồi. Tại sao hắn không nói, hắn mà lại đổ tất cả thảm trạng cho nàng, hắn tuyệt đối là cố ý. Nàng ý thức được tên khốn này đang giả bộ. Người không thể cắt ngang ta như vậy. Đây chính là lời thề của một mỹ thiếu niên nhất định sẽ trở thành trung cực giả trong tương lai. Ta nguyện ý chịu trách nhiệm thì sẽ giữ lời đấy. Người để ta thề xong đã. Biến, người cầm miệng cho ta Tại sao ngươi không nói Ngươi bị thảm trạng chứ Ngươi là người thề kia mà Thập vị thiên hồ trách mắng Nàng cực kỳ mỹ lệ Lại giỏi biến ảo Một lát thì giận dữ Một lát thì cười cảm xinh đẹp Mắt ngọc mày ngài Chỉ một cái nhăn mày Một nụ cười Cũng đủ phong phận mê người Lúc này Nàng âm thầm muốn hạ thủ với sở phong Nếu đối phương không bị trận vực tinh thần áp chế Vậy thì ra tay đi thôi con chân chơi gì nữa Tuy nhiên sở phong lại nghiêm trọng cảnh cáo Nói là người một nhà đừng nên ngộ thương nhau Cho dù như thế nào Chúng ta cũng đã cùng nhau tắm uyên ương Bây giờ con ở cùng phòng thùng tắm Chúng ta phải thẳng thắn đối mặt với nhau Tại sao ngươi có thể xuống tay với ta được Một khắc đó cái đuôi thập vĩ thiên hồ xẹt qua Muốn xuyên thủng Sở phong nhẹ nhàng dùng hắc mộc bầu trong tay chặn lại Mười luồng bạch quang nhanh chóng tránh đi Thập vị thiên hồ nhìn không thấu hắc mộc mâu Nhưng lại cảm giác rất khó dây vào Ngừng Chúng ta thật sự là người một nhà mà Sở phong quát lớn Sau đó nhanh chóng nói ra một câu cổ ngữ Và một cái tên Thập vị thiên hồ giật mình Nàng lập tức bình tĩnh lại Thần quang bên trong hai mắt tăng vọt Nhìn chăm chăm sở phong Chờ hắn giải thích Sở phong thật sự có thể khẳng định Thiếu nữ trước mắt chính là hậu nhân Thạch Hổ Thiên Tôn nhưng gì mà hắn nói khi nãy Chính là lời mà Thạch Hồ Thiên Tôn Đã từng nói với hắn Cùng với tên tục xa của Thạch Hồ Thiên Tôn Tổ Sán Đại Điệt Nữ Lần này người tin ta đi Chúng ta là người một nhà Ta và Lão Tổ đã kết bái huynh đệ Sở phòng nghiêm túc nói Tuy nhiên Thập Vĩ Thiên Hồ lại muốn ngược đại hắn Cái tên xấu xa Có lót chữ đức này Cũng không cảm thấy ngại Khi nói hắn cùng với vị tổ tiên của nàng Mãi làm huynh đệ sống chết sao Đoanh! Đột nhiên thiên địa kịch chấn, huyết vũ trút xuống như mưa. Cùng lúc đó cường giả trận doanh thiềm châu đều rúng động không hiểu. Tiếp theo có người tê tâm liệt phế phát ra âm thanh khóc lóc đau khổ. Chuyện gì xảy ra thế? Sợ phong ngẩn người, nhìn cái lỗ lớn trên đỉnh đều. Ở đó có thể nhìn thấy cả trăng sao là bị hắn làm học nhưng bây giờ lại rơi xuống huyết vũ. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Trăng sao thì không thấy đâu sở phong nhìn thấy chỉ toàn là thi thể thần ma đầy trời rơi xuống chẳng lẽ đây là dị tượng đồng thời còn có tia chớp màu đen đánh xuống sen tẫn là tia chớp màu đỏ thiên địa đều bị chìa cắt cảnh tượng cực kỳ thảm điệt và dọa người chết rồi tuyệt thế bá chủ chiềm chầu nam bộ muốn trở thành trung cực giả đã chết có người kêu to chấn động chiến trường tam phương đồng thời cũng trúng động trái tim tất cả mọi người nhất là trận giành thiềm chầu Nhất thời tất cả mọi người đều ngây ra Sắc mặt trắng bệch Người nào lại có thể đánh chết một vị bá chủ chứ Nên biết rằng Bá chủ Thiềm Châu Nam Bộ Bá chủ Ung Châu Đồng Bộ Và bá chủ Hạ Châu Tây Bộ Đều là cao thủ tuyệt đại Nhưng ba người này chưa từng quyết đấu trên chiến trường Thậm chí cũng chưa từng hiển lộ chân thần Bây giờ một vị bá chủ tuyệt thế lại chết đi Âm âm Vẫn đã hướng Thiềm Châu Nam Bộ Chuyển đến một tiếng rung mạnh khiến cho dương gian đều run sợ. Bỗng nhiên, mưa lại càng kinh khủng hơn. Trời ơi, là một vị bá chủ nữa chết đi sao? Có người chấn kinh, nhịn không được, toàn thân phát run, chẳng đánh lập cập. Thông qua thiền tượng, thông qua tinh không dị thường và sự thay đổi trong trường năng lượng, có người lạnh run, phát hiện lại có thêm một vị bá chủ tuyệt thế ở tiềm chầu chết đi. Thiên địa này sắp biến đổi rồi sao? tâm trạng mọi người đều nhảy loạn. Thời buổi rối loạn thật rồi, những chuyện kinh thiên liên tiếp xảy ra. Ba chủ thiêm châu nam bộ bị giết chết, huyết vũ trời xuống như mưa, thiên địa dị tượng chấn kinh dường gian. Điều này thật sự quá đáng sợ. Thi hài thần ma rơi xuống chiến trường tam phương, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Có rất nhiều người đều cảm thấy giống như tận thế giáng xuống, trời đất sụp đổ. Có một số gia tộc, một số đại giáo dấn thần vào trận doanh thiêm châu, hoàn toàn cột vào chiến xa này. Nhưng bây giờ lại có kết cục như vậy, có thể khiến bọn họ không sợ sao? Sư tổ! Một vị lão giả kêu to, tóc tai bù xù, tê tâm liệt phế, sông lên không trùng tiếp lấy một thi thể thần ma, rơi xuống trong huyết vũ, hoàn toàn nổi điên. Ông ta chính là tổ tôn của vị bá chủ thiềm châu Nam Bộ, được xưng tụng là truyền nhân dòng chính. Kết quả hôm nay, ông ta tận mắt nhìn thấy nhất mạch nhà mình bại vong không có người nào rõ ràng hơn so với ông ta. Địa vị của người kia ở Thiềm Châu lớn đến cỡ nào? Thực lực cao thâm hoặc chắc ra sao? Là sinh linh thần võ ngút trời. Nhưng bây giờ, vị kia lại chết đi, còn chết ở Thiềm Châu, cũng không hề xuất hiện trên chiến trường. Có thể nào lại như vậy chứ? À, không. Có một số người kêu to, đều là lão ẩu, lão đầu tử, không biết đã sống qua bao nhiêu thời đại tất cả đều là cao thủ danh tiếng một phương. Gia tộc của bọn họ quá chặt với thiềm châu, bây giờ đã thất bại thảm hại. Ngay cả vị bá chủ kia cũng chết, có thể nói đại thế đã mất. Có một số người sợ hãi trong lòng, bởi vì bọn họ mơ hồ cảm nhận được lão tổ trong tộc của mình đã chết trận theo. Lão tổ bọn họ xây nhà cách vị bá chủ đó bế quan không xa. Làm như vậy, một là tỏ vẻ tôn kính, hai là thể hiện sự trung thành hộ pháp cho vị bá chủ kia. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, có trận vực truyền tống bộc phát ánh sáng chói mắt. Các loại tin tức từ các đời trong thiên hạ truyền đến, nhất thời trận doanh thiềm châu bị loạn. Ngũ tổ chết, bị một chỉ đánh nát đầu, hình thần câu diệt. Trời ơi, lão tổ mạnh nhất trong tộc cứ như vậy chết đi rồi. Viên hài lão tổ tỏa hóa, vì người ta dùng trận vực tinh thần bao trùm, ngay cả đứng cũng không đứng được, vụ thành phố tức chết trong mật thổ thiêm châu tiến hóa giả của các tộc điên cuồng tình tức từ Thiêm châu nam bộ truyền đến thật sự nghe rợn cả người khiến bọn họ chấn kinh nội tình gia tộc lão tổ đỉnh phong lần lượt chết đi Thiêm châu nam bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bá chủ chết thảo, ngay cả lão tổ đại gia tộc cũng mất mạng theo quả thật quá đáng sợ sau khi tin tức truyền ra chấn động chiến trường tam phương khiến cho người hai đại trận doanh còn lại phải nghẹn họng cảm thấy không thể tưởng tượng được bọn họ thật sự hoài nghi chẳng lẽ bá chủ trận doanh của mình ra tay phát động tập kích trực tiếp oanh diệt vị bá chủ thiềm châu nam bộ kia tin tức bay đầy trời có thể nói lòng người bàng hoàng đương nhiên cũng có một số người khá trấn định đây đều là những tán tu đến chiến trường chủ yếu đập chiến công đổi lấy phấn hòa kinh văn bọn họ hoàn toàn chẳng để ý ai sẽ trở thành đến hóa giả trung cực, thông ngự dương gian sau cùng, cũng chẳng sinh lòng cảm mến gì cả. Người thật sự lo lắng chính là những đại gia tộc ôm chân vị bá chủ Thiêm Châu kia. Không thể nào, sự thúc tổ của ta cũng chết theo rồi, trời muốn diệt nhất hệ chúng ta sao? Một vị đạo thiên tôn cầm thét, đã đầu tôn bá chủ Thiêm Châu Nam Bộ. Tin tức mà ông lộ ra khiến người ta kinh ngạc sư thúc tổ của ông ta là ai Luận mỗi phận Đồng nghĩa với người đó là thân sư đệ Của vị bá chủ kia Bá chủ tiềm châu nam bộ Còn có thân sư đệ Điều này quả thật khiến cho người ta điên cuồng Đây chính là tồn tại đẳng cấp đệ nhất Bình thường mà nói Sư huynh đệ liên thủ Hoàn toàn có thể trực tiếp đối cứng Với bá chủ Hạ Châu và Ung Châu liên thủ với nhau Ai cũng không nghĩ đến Được thiềm châu Nam Bộ lại sông như vậy Thực lực nội tình khủng bố đến như thế Tuy nhiên bây giờ Bọn họ lại thất bại Hơn nữa còn bị người ta giết chết Điều này quả thật không bình thường Hơn nữa còn vô cùng dọa người Khiến cho người ta cảm thấy phát sợ Trời ơi Thiểm châu Nam Bộ có hai đại bá chủ Kết quả đều tử vong trong cùng một ngày Chiến trường ba bên dẫn phát phong bảo Tất cả mọi người rung động không hiểu Khó trách dị tượng kinh thế lúc trước Khiến cho người ta cảm nhận được dường như có hai vị bá chủ lần lượt chết đi. Đây không phải là ảo giác mà là chân thực. Chỉ là trước kia mọi người đều cho rằng rất có thể hai vị bá chủ giao thủ rồi đồng quy phu tận. Nào ngờ đến chuyện là như vậy. Xem ra thiềm châu bại hoàn toàn rồi. Chiến trường Tam Phương trong trận doanh Thiêm châu. Một đám người giống như tận thế giáng xuống, lạnh cả người. Đồ loại tiếc kêu trên, khóc lóc vàng thấu trời đất. Có người ý thức được, gia tộc của mình xong đời rồi nhất là những gia tộc buộc chặt lên chiến xa của vị bá chủ kia tất cả đều sắc mặt trắng bệch bởi vì tin tức thiềm châu truyền đến nơi đó đang bị thanh tẩy phạm đa thế lực tham dự quá sâu cũng có thể bị huyết tẩy sạch sẽ đồng thời mọi người tiên đoán được nhất định là hai đại bá chủ hạ châu tây bộ và ung châu đồng bộ điên thủ nếu không tại sao lại xảy ra chuyện lớn như thế bằng không để sự huynh đệ hai người trận doanh thiêm châu nam bộ liên thủ khống chế đại cục đủ để hù chết người chắc hẳn hai đại cường giả ung châu và hạ châu nhận được tin tức âm thầm liên hợp lại trước một bước làm khó làm dễ có người bóp cổ tay thở dài thiêm châu nam bộ vốn là một con cờ tốt nội tình thâm hậu kết quả tin tức bị tiết lộ lại trở thành con đường dẫn đến chỗ chết hàng tộc thiêm châu nam bộ là gia tộc danh sừng số 1 số 2 dương gian. Tại sao bọn họ không trợ giúp sư tổ? Có người dò giọng hỏi. Thực lực hàng tộc quá mạnh là một trong năm gia tộc mạnh nhất dương gian cùng Phật tộc, cơ tộc, đạo tộc và lê tộc mơ hồ còn giữ vị trí thứ nhất. Thậm chí có người hoài nghi đạo gia hỏa từ thời đại nào đó trong gia tộc vẫn còn sống. Thực lực thầm bất khả trắc. Nếu bọn họ muốn tranh thì chưa chắc đã yếu hơn vị bá chủ thiềm châu kia không có tin tức chuyển đến lương trước cũng giữ nhiều lành ít chúng ta hãy đến trận doanh hạ châu còn có ung châu để giết người báo thù cho lão tổ còn đạo giả gầm thét cho dù đại thế đã mất nhưng bọn họ vẫn muốn báo thù trong mắt đang đỏ bừng oanh đúng lúc này đừng nói là chiến trường tam phương tất cả dương gian cũng đều kịch chấn đây là đại đạo trao vang trừ thiền run rẩy tất cả mọi người kinh hãi không khỏi ngẩng đầu quan sát đó là cái gì phía nam bộ xuất hiện một cái đèn ban đầu còn mông lung giống như xuyên qua từ một thời đại nào đó xuất hiện ở kiếp này khi ngọn đèn xuất hiện huyết vũ như mưa bốc hơi khỏi thiên địa thì hải thần ma đang rơi xuống cũng biến mất nó càng lúc càng trói lọi giống như một mặt trời chiếu rọi khắp nơi luân hồi đăng cổ đăng này chính là bình khí thuộc về vị bá chủ thiêm châu nam bộ là một trong ba đại bộ phận đại đạo sau khi đại đạo phân giải, nó đã hóa thành luân hồi đăng. Bây giờ nó xuất hiện là để làm gì? Muốn trấn áp đường thời sao? Vị bác chủ thiềm chầu chết cũng không kịp thế trang ngọn đèn này. Có thể nghĩ cuộc chiến đấu đó đột nhiên và vội vàng, cái thúc nhanh chóng đến cỡ nào. Chiếc đèn càng lúc càng lớn, đồng thời còn cực kỳ chói lọi chỉ muốn bao trùm toàn bộ khu vực phía nam cao băng trời mơ hồ trong đó còn có một cổ lộ liên tiếp đằng sau Oanh! Đột nhiên hỗn độn xuất hiện từ khu vực phía đồng bày đến, sau đó rời xuống, trực tiếp kết nối với luân hồi đăng, để nó thu nhỏ không ngừng vặn vẹo. Về sau một khu vực giống như nổ tung, đại đạo chi quang xuất hiện, giống như hàng tỷ thác nước trùm xuống, bao phủ bên trong. Hai bình khí dung hợp thành một. Đáng chết là người trận doanh ung châu ra tay giết bá chủ của chúng ta. Có thiên tôn gầm thét con mắt đỏ bừng. Bởi vì binh khí của bá chủ ung châu chính là hỗn độn giản. Có truyền ngôn nói rằng, khi vạn kiếp kính, hỗn độn giản, luân hồi đăng dung hợp thành một. Đó chính là thời khắc tiến hóa giả trung cực, nắm giữ thành tựu tiến hóa, trở thành sinh tình vô địch cái thế. Khi đó trừ thiên đại đạo cùng trao vang, vạn đạo quy nhất không hề có kẻ ngang hàng. Hiện tại có người đã đi theo con đường này, thành công một nửa, nuốt chừng luân hồi đăng, đang tiến hành hấp thu. Dâm, dâm. Cuối cùng luân hồi đang biến mất, cũng không trùng nhập hỗn độn giản. Nhưng hỗn độn giản cũng vì vậy mà phát sinh biến hóa, toàn thân phát sáng như một chiếc đèn đang cháy. Giết, chúng ta điều mạng, báo thù cho huynh đệ tỷ muội trong tộc. Có người la lên phong đến phương hướng ung châu. Rồi đồng thời cũng có người hồ lớn. Hạ Châu không phải thứ tốt. Nếu không phải hai nhà bọn họ liên thủ Tại sao sư tổ lại chết? Chúng ta giết đến đó một trận, có thể giết được một người, đỡ được một người. Chiến trường Tam Phương trở lên, loạn xì ngọc Trong đều thập vị tiền hồ, sở phong trợn mắt há mồm. Đêm này phát sinh quá nhiều chuyện. Một vị bá chủ chết đi. Bá chủ trận doanh ung châu hư hư thực thực nhận được chỗ tốt lớn nhất. À, người muốn chạy trốn sao? Nếu ta là lên, đang nghĩ những người bên ngoài sẽ rất vui đấy. Thập vị thiên hồ mỉm cười, cũng không đứng dậy chỉ ở đó nhìn nhìn sở phong lúc này bên ngoài vang lên tiếng cương giả rống giận có thần vương hoành không có thiên tôn ngút trời tất cả đều giết ra ngoài có thể nói là đại loạn vô cùng nguy hiểm sở phong quả quyết muốn độ địa mà đi muốn lợi dụng trận vực mà rời khỏi nhưng ngay từ lần đầu tiên hắn đã thất bại nơi này có bố trí phi phạm hôm nào chúng ta cùng nhau tắm rửa còn bây giờ ta muốn rời đi Sở Phong trêu chọc một câu. Người nên ở lại thì hơn, từ từ nói về chuyện tổ tiên nhà ta đã. Thập vị thiên hồ mở cặp mắt to đình động, mặc dù đang cười nhưng cũng đang ủy hiếp. Nàng muốn biết Sở Phong có thật sự quen biết thạch Hầu thiên tôn tổ sán hay không. Nàng muốn tìm hiểu đến cùng. À thì để lần sau đi, còn bây giờ ta phải đi rồi. Sở Phong quyết định đứng dậy, nhảy ra khỏi thùng gỗ, mang theo bọt nước, chỉ sợ người không đi được đâu. Thập vị thiên hồ nhau cặp mắt đẹp Tiến hành uy hiếp Ta có thể đi được đấy Sở phòng đáp Lần này hắn tế ra một người Hắn cần được quên mất vũ thượng thiền tôn Sau khi tao ngộ kẻ săn mồi Gặp con cự thú màu đen Đủ loại hỗn loạn và khẩn trương Sở phòng từng sợ kẻ săn mồi Giết chết vũ thượng Cho nên đã bỏ ông vào lọ đá Đến lúc này hắn mới nhớ ra liền thả ông ra ngoài Tiền bối chúng ta đi nhanh lên chiến trường tam phương bên kia đang đại loạn rồi. Sở phòng nói. Tổ tiên há hốc miệng. Mặc dù thủ đoạn của nàng cao siêu, át chủ bài rất nhiều. Nhưng không thể trêu một người đang mang theo một lão gia tử quái vật bên người. Chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Vũ thượng thiền tôn cảm thấy mơ hồ. Ông ở trong lọ đá thời gian rất lâu mới thức tỉnh. Mấy lần muốn ra ngoài, nhưng kết quả đều thất bại. Cho đến khi sở phong thả ra, ông mới nhìn thấy ánh mặt trời. Vù Có thiên tôn đi theo Tốc độ sở phong nhanh hơn mọi người Trước tiền biến mất trong trời đêm Người, người chờ đó cho ta Tổ tiên tức giận đứng dậy Lộ ra cơ thể hoàn mỹ trắng như tuyết Nhìn chăm chăm vào cái lỗ đớn trên nóc lều Tất cả mọi người hạ châu Lui ra đằng sau Không được khai chiến Lúc này có âm thanh giả đùa vang vọng chiến trường Nhắc nhở tiến hóa giả hạ châu Không được chém giết đồng thời còn có một mảng lớn ánh sáng bông lung Bắc phủ trận doanh Hạ Châu. Hai vị đạo hữu Triềm Châu Nam Bộ chết không liên quan gì đến tù sĩ Hạ Châu chúng ta. Lúc này đây, âm thanh giàn đua kia vang lên một lần nữa. Nhất thời mọi người chấn kinh. Sư huynh đệ Triềm Châu chẳng lẽ không phải bị hai đại bá chủ Hạ Châu và Ung Châu liên thủ diệt chết hay sao? Rất nhanh, mọi người ý thức được tất cả những chuyện xảy ra dường như chỉ do một mình bá chủ ung châu làm ra lúc này vũ thượng mang theo sở phong quay về xuất hiện ở phương hướng trận doanh ung châu một tia sáng mồng lùng rút xuống từ phía cuối chân trời chính là hỗn độn giản bao trùm nơi này là ta giết hai người kia đấy con người lên tiếng chấn động trên trời dưới đất sở phong giật cả mình ngước đầu lên hắn nhìn thấy đằng sau hỗn độn giản giống như có một nam tử đỉnh thiên lập địa đang từ chỗ xa nhìn xuống nơi đây. Đó là ai thế? Tất cả mọi người đều giật mình. Ông ta chính là bá chủ ung châu sao? Tuy nhiên có rất ít người nhìn thấy bá chủ ung châu, cho nên không ai biết người này. Rất nhanh sở phong phát hiện sự dị thương của một người. Đó là âm thanh của một tiên tử. Tâm trạng của nàng đang dao động kịch liệt. Ánh mắt đẹp phát ra dị sắc, đứng đằng xa, nhẹ giọng lầm bẩm. Thần thoại trong thần thoại, ta biết người sẽ bước một bước kia, kìm thế xuất sơn, khí thôn sơn hà. Một khắc đó sở phong cảm thấy có chút không thoải mái, hơi lo lắng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Sở phong lại nghĩ như vậy. Sau đó, hắn cảm thấy giật mình. Gần đây không biết tại sao hắn thường xuyên có suy nghĩ như thế. Có phải vì hắn, nếu không gặp những tên biến thái, thì cũng gặp những chuyện biến thái khiến cho hắn chịu đủ dày vò hay không? Ta không có la. Hắn lầm bẩm bên cạnh vũ thượng thiên tôn hoàn toàn không còn gì để nói nghe hắn đảm bẩm một mình ông ta thật sự không biết nói gì cho đúng chỉ trong nháy mắt tên tử vừa mới lên tiếng ngoái nhìn lại nhìn thấy hắn liền gật đầu một cái sau đó quay người lại sở phong nhìn nàng nhìn không được muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại lắc đầu bởi vì hắn thật sự không còn gì để nói những gì nên nói lần trước hắn cũng đã nói qua chỉ là hắn muốn biết người kia rốt cuộc là ai cái gọi là thần thoại trong thần thoại Đã đạt đến cấp độ nào Đến mức người kia phải xử lý Hai người sư huynh đệ bá chủ Chiêm châu Nam Bộ Cưỡng đoạt luân hồi đăng Giữa tiền địa Một trận oanh mình giống như đại trung hợp lại Lại giống như âm thanh của hải khiếu Nhưng rồi lại giống như tình không sụp đổ Cảm giác bao la hùng vĩ Người trần doanh thiềm châu Nam Bộ xin dừng tay Sư phụ ta không huyết tẩy các tộc Căn cờ các giáo của các người vẫn còn Không hề bị hủy đi một đạo kim quang xuất hiện từ hàng trăm triệu vạn dặm bên ngoài truyền đến trải rộng từ thiêm châu nam bộ đến chiến trường tam phương bên trên một nam nhân đứng thẳng vô cùng cao lớn về xuống quang huy thần thánh phổ chiếu thiền địa về phần hỗn độn sản và thần thoại trong thần thoại vị nam nhân thần bí kia đã biến mất ở hướng thiềm châu sư phụ ta hoành kích kẻ địch thiên hạ thống nhất dường gian các vị xin đừng lo lắng cũng không cần sợ hãi Cùng là tiến hóa giả thiên hạ đồng căn đồng nguyên sư phụ ta sẽ không đại khai sát giới càng không giết loạn người vô tội hắn ta trấn an mọi người cáo trì thế gian mặc dù tồn tại thần bí kia đã giết chết hai đại bá chủ thiềm châu nam bộ nhưng không huyết thầy thuộc hạ thiềm châu lão tổ nhà ta rõ ràng đã chết trận lại chết cách đây không lâu một vị thần vương tức sùi bọt mép sắp trụ toàn thân bộc phát ngân quàng chói mắt hoàn toàn không quan tâm người kia rút cuộc mạnh đến cỡ nào, trực tiếp khiêu chiến, đứng ở đó mà quát tháo. Có lẽ là do ngộ thương thôi. Người kia giải thích, cũng nói rõ thân phận của mình. Hắn ta chính là đệ tử nhỏ nhất của vị bá chủ thần bí tên là Địch Minh. Thêm như lời hắn ta nói, sư phụ hắn ta đúng là đã ra tay, nhưng cũng chỉ giết sư huynh đệ bá chủ Thiêm Châu. Về phần những người khác, phàm là người không liên can thì cứ tránh ra ngoài là được có một số người chủ động ra tay với sư tôn, bọn họ bị phản chấn mà chết. Ví dụ như có một người điền điểm vào ót vị cường giả thần bí, muốn âm thầm trợ trận. Kết quả người này bị một vệt sáng phản chấn oanh bạo nhục thân. Có người âm thầm đồng loạt ra tay, vận dụng năng lượng tinh thần muốn quấy nhiễu vị cường giả kia ra tay. Kết quả bị năng lượng tinh thần phản chấn toàn bộ trở về, hóa thành kiếp trò. Nhất thời trên trường Tam Phương đều yên tĩnh, hoàn toàn không có gì để nói. Đám đảo tổ kia đều là cường giả tuyệt đỉnh các tộc, nhưng tất cả đều chết như vậy sao? Quá uất ức. Đồng thời lại càng thể hiện sự đáng sợ. Vì cường giả bí ẩn kia không hề chủ động công kích bọn họ, tất cả đều đã chết. Chuyện này kinh khủng đến cỡ nào, tiên hạ có gặp kẻ ngang hàng. Lúc đó, những người ở đây đều ăn ý cho rằng Hai đại phá chủ đồng loạt ra tay với hai sư huynh đệ Thiêm Châu, tật sát những kẻ phạm đến. Những người can thiệp cuộc chiến ở đằng sau, nhằm bày tỏ sự trung thành. Kết quả nào ngờ đến, người đến là một con mãnh qua lòng quá giang, thực thực chất động cổ kim. Một đám lão đầu tử ra tay đều chết thảm, bị quảng mạng phẳng chấn trở về nghiền thành huyết vụ, hình thân câu diệt. Lúc đó, ai cũng không thể tưởng tượng được, hai cường giả đại phá chủ bị một người giết chết ngay tại chỗ. Cho nên bọn họ nhận được một cơ hội duy nhất, lập tức trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhất thời trên trường lại càng yên tĩnh hơn. Sở phong nghe được âm thanh tiền tử lầm bẩm Cuối cùng thì người cũng đã tu thành loại huyền công vô địch đó, cũng đã thi triển được diệu thuật vô thượng. Ta từng nghe nói, trong lịch sử đã từng có sinh linh tu luyện qua loại huyền công này, không sợ công kích, diễn dịch kỳ ảo vô địch được tôn đặt thần thoại trong thần thoại chẳng lẽ là vị cường giả đó sao một lão thiên tôn lẩm bẩm biểu hiện vô cùng nghiêm túc ai là ai vậy có người giật mình hỏi trên thực tế tất cả mọi người đều chăm chú đều muốn biết người đó là ai bởi vì người này đứng ở thiêm châu mặc cho rất nhiều nhân vật lão bối đỉnh phong công kích lại phản chấn cường giả chết liên tục điều này thật sự quá tà môn trong lịch sử có sinh linh tự xưng bất bại vũ hoàng nghe nói khi hắn ta vàng xanh thiên hạ hắn ta lại sớm thói ẩn tiến vào danh sơn đi theo một lão quái vật tu hành một lần nữa bất bại vũ hoàng ư dám tự xưng như thế sao là danh hào khi còn trẻ thôi bởi vì hắn ta chưa từng bại qua cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn ta như thế người này rất mạnh có một số lão quái vật vượt qua kỷ nguyên muốn thu hắn ta làm đệ tử nhưng đều bị hắn ta từ chối có thể thấy được căn cốt thiền phú của hắn ta dị thường đến cỡ nào có người nói một khi hắn ta trưởng thành hắn ta không phải lê đà thứ hai mà là hắn ta sẽ càng mạnh hơn sở phòng chú ý đến khi nghe những người kia bàn tán trên gương mặt của tiên tử hiện lên hào quang động lòng người nàng dường như đang nhớ đến một số chuyện xưa vũ hoàng ngọc hoàng đúng là gặp quỷ rồi Lúc này bóng người dẫn trên Đại Đạo Kim Quang lại trấn an mọi người một lần nữa, thông báo cho mọi người biết sự tồn của hắn ta sẽ không dễ dàng sát sinh. Cho dù là người phe đối lập, nếu không chủ động tấn công Vũ Hoàng, ông ấy sẽ không huyết tẩy các giáo. Đồng thời hắn ta còn nói sự tồn của hắn đang hấp thu và luyện hóa mảnh vỡ Đại Đạo, Thiềm Châu. Khi ông ta xuất quan lần nữa, đó chính là lúc Đại Nhất Thống Dương Gian sau cùng. Mọi người hít một hơi lãnh khí Cảm thấy vô cùng kiếp sợ Ông ta thật sự muốn thống nhất thiên hạ Trong năm tháng dài rằng rặc của lịch sử Có bao nhiêu thiên kiêu Bao nhiêu cường giả vô thượng Đều có mà hoàn thành sự nghiệp to lớn nhảy. Nhưng bây giờ lại có người sắp tiến gần đến thành công vô hạn đó Tất cả mọi người đều ý thức được Dương gian thật sự sắp biến thiên Nên biết rằng Dương gian không biết có bao nhiêu Lão quái vật đáng sợ và tà dị đến cỡ nào không ai dám tùy tiện dính dáng đến bọn họ ngay cả vũ phong tử cũng phải kiêng kỵ những người này đương nhiên đó là thời đại tiền sử đã nhiều năm như vậy có một số người hẳn đã sớm tọa hóa bây giờ sư phụ của ngươi đang cầm trong tay hỗn độn giản vậy sư tổ nhà ta đâu đúng lúc này từ trận doanh ung châu truyền đến một giọng nói run run cơ thể cũng đang phát run bởi vì người này cũng đang lo lắng kết quả không tốt lo sợ bá chủ ung châu cũng bị đánh chết vốn hỗn độn giản thuộc về bá chủ ung châu nhưng bây giờ lại rơi vào tay vũ hoàng nhất thời trận doanh ung châu bắt đầu sao độc rất nhiều đệ tử môn đồ hạch tâm đều đang đăng sát khí cũng không vì đối phương cường đại mà sợ hãi đừng nóng vội chúng ta là người một nhà có chung nguồn gốc trên bầu trời nam nhân đứng trên đại đạo Kim Quang, địch minh, giải thích với mọi người. Người nói vậy là có ý gì? Có người dồn dập truy hỏi. Sư phụ của ta là sư thúc, sư bá của ung Châu. Hắn ta trả lời. Cái gì? Nhất thời rất nhiều người trên chiến trường Tam Phương đều mở to mắt, nhìn không được mà thét lên. Điều này thật không thể tin nổi, khiến người ta phải ngạc nhiên. bá chủ ung châu càng nguyện lui ra mời sư phụ ta dẫn đầu tiến hóa giả các tộc đi theo một con đường tiến hóa không tầm thường muốn trở thành tiến hóa giả trung cực không dễ đồng một tí là thịt nát xương tan lại canh vác trách nhiệm thiên hạ cho nên cuối cùng sư phụ ta đã rời núi quyết định vai khiêng vạn đạo dùng hợp đạo quả trừ thiên dẫn dắt tu sĩ các tộc bước ra ngoài tiếp tục con đường lúc trước hắn ta nghiêm túc nói giọng điệu rất trịnh trọng nhất thời rất nhiều người hóa đá chuyện phát sinh hôm nay quá đột ngột những sự kiện cổ quái lần lượt xuất hiện đúng lúc này một tiếng phật hiệu vang lên chấn động trừ thiên hướng hạ châu tây bộ hình dáng mông lung của một vị lão tăng hiện ra đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững giữa thương khung sau đó một trường đánh về phía thiềm châu nam bộ cương giáo vô thượng phật tộc ẩn thế đã ra tay cùng một thời gian ấy vẫn hướng hạ châu tây bộ một chiếc cương hiện ra chiếu rọi quang mang mông lung mà đáng sợ xuyên thủng phản đạo thiên địa chiếu rọi về phía thiềm châu tây bộ hạ châu một vị lão tăng phật tộc ra tay loại sinh linh này có trời mới biết đã sống đầu đến cỡ nào tối thiểu nhất tất cả lão gia hỏa hóa thạch sống trên chiến trường tam phương đều không nhận ra lão tăng đó rầm rầm phật quang phổ chiếu nhìn như thần thánh nhưng tấn công rất cuồng bạo Quảng huy vô lượng bao phủ thiềm châu nam bộ đồng thời phía sau ông ta còn có một bóng người uy nghiêm cầm trong tay phản kiếp cảnh cùng nhau đánh về phía Chiềm châu lão tăng không phải bá chủ mà là một người hoàn toàn khác tây bộ hạ châu đã đại bản doanh phật tộc bá chủ bọn họ ủng hộ có quan hệ mật thiết với phật giáo hiện tại bọn họ bắt đầu giết đến sự huynh đệ thiềm châu bị giết chết bá chủ ung châu thoái vị Tây Bộ Hạ Châu cảm thấy áp lực rất lớn Nhưng bọn họ không lùi bước Mà chủ động tấn công Không thể không nói Đạo tăng kia quá kinh khủng Một tay che trời chặn nhật nguyệt tinh thần Lão thủ khô cạn Lập tức bao trùm cả một đại châu Cảnh tượng này quá dọa người Một tay thôi Đồng có tay lượn lở đại tinh Rủ xuống tinh hà Lại giống như cả một thế giới vũ trụ một vương Ca sát phần phật trên người lão tăng Phồng lên thiên vũ đều đang rung chuyển cả thiên địa như muốn nổ nát theo bàn tay ông ép xuống chân thần cũng gần đến tiếng tụng kinh chấn động trên trời dưới đất cử thế đều có thể nghe chẳng khác nào là ba ngàn phật đà cùng nhau tụng kinh muốn luyện hóa đại ma ông ta tuyệt đối có thực lực vượt qua bá chủ tuy nhiên phật tộc rất điệu thấp không hề xưng bá chỉ ủng hộ những người có quan hệ mật thiết bên cạnh lão tăng vị bại chủ cũng động vạn kiếp cảnh và ông dùng hợp lại cùng nhau lư lửng phía trên đỉnh đầu kích xả thần quang đặc biệt có thể hủy tạo hóa diệt vạn vật thét lớn một tiếng vũ hoàng ra tay giữa thiên địa vô số ánh sáng tràn ngập giống như trời xanh vẩy xuống lồng vũ trắng loãng quá thánh khiết mơ hồ trong đó có thể thấy được vũ hoàng cầm trong tay luân hồi đăng dung hợp với hỗn độn giản bay trên không sẽ trách thiền địa chống đỡ đại thủ lão tăng ngăn cản trùng sáng phản kiếp cảnh chiếu rọi âm âm nam bộ thiềm châu bị khí thức cái thế ba đại bá chủ bao trùm trở nên bồng lung biến thành một nơi vô cùng hỗn độn cái gì cũng đều không nhìn thấy được giống như rơi vào giai đoạn khai thiên tích địa nguyên thủy nhất tại sao người hàng tộc lại không ra tay bọn họ được dưng đợt đệ nhất tộc trong thiên hạ nếu trong tộc con người mạnh nhất thức tỉnh lúc này công kích đến có lẽ sẽ áp chế được Vũ Hoàng. Có người nhỏ giọng nói, hai mắt mang theo ánh sáng cửu hận. Ông ta là người thiêm châu Nam Bộ. Tổ tiên của ông ta bị năng lượng Vũ Hoàng phản chấn ép thành huyết vụ, hình thần cầu diệt. Ai cũng biết rằng, đại bản doanh hàng tộc nằm ở thiêm châu Nam Bộ, vốn ủng hộ bá chủ sở hữu luân hồi đăng. Bây giờ xem ra bá chủ thiêm châu bị giết chết, nhưng hàng tộc lại không có động tác gì lớn. Có người hoài nghi, hàng tộc đã thay đổi lập trường sau khi được rủ thuyết. Hàng tộc quả nhiên không có động tác, không có cao thủ ra sân. Bằng không, hàng tộc sâu không lường được, nhất định có cao thủ tuyệt đại tỏa trấn, có thể đối đầu và đánh cờ. Oanh! Hướng thiềm trồng nam bộ, một tiếng xét chấn thời gian, là huyết sắc lồi điện, còn có ô quang cuốn lấy nhau, phong trào khí thức diệt thế. Có thể nhìn thấy một khắc hỗn độn tàn ra, lão tăng đứng sừng sững giữa thiên địa lập tức lảo đảo trút lui còn phản kiếp cảnh lơ lửng trên đầu vị bá chủ kia thì gào thét vũ hoàng phản kích quá lăng lệ năng lượng phản chấn khiến hai đại bá chủ đều ăn thiệt có trách một mình ông ta lại dám hoành kích chiêm châu giết chết hai vị sư huynh đệ bá chủ thiêm châu mọi người đều hít một hơi lạnh khí nhất là người hạ châu tây bộ không phải bá chủ của bọn họ và lão tăng Phật tộc bị oanh sát trước. Lúc này, Tây Bộ Hạ Châu phát sáng, chiếc rọi trách chùa miếu sàn sát, toàn bộ đứng thẳng giữa thiên địa. Cung điện to lớn, ngói màu vàng kim phổ chiếu ánh sáng tường hòa. Đồng thời tiếng tụng kinh vô tận vang lên, Cường giả Phật tộc liên thủ xuất kích khắp nơi, trấn áp vũ hoàng. Tuy nhiên, hiệu quả không lớn, sau khi đạt đến cấp bậc vũ hoàng, trừ phi cường giả tuyệt đại bá chủ ra tay, nếu không thì người ngoài rất khó thay đổi hiện trạng Không hề nghi ngờ Thế gian luôn có loại cao thủ đó ẩn phục Ví dụ như trốn trong giành sơn đại xuyên Nếu không dường dàn Đã sớm bị nhất thống Chỉ đã có cường giả trí cường chặn đường Cho nên rất khó để chân chính thống nhất dương gian Tuy nhiên bây giờ Lại không có ai ra tay Có lẽ vẫn còn đang ngủ say Hoặc dần dần già 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 mà chết đi Trong dòng sông thời gian lão tăng phật tộc phun máu còn ba chục hạ châu cũng không chịu nổi đồng thời rất nhiều tòa miếu đổ cũng trở nên ảm đạo trong thời khắc quan trọng nhất một tòa cổ tháp hạ châu tây bộ đã mở ra đại môn phủ bụi ở đó có một tòa phật tháp sắp sụp đổ là nơi mài táng cao tăng thạch tháp mở ra có người cung thỉnh một màn thờ phật bên trong có một khung xương thần bí kim thần trượng sáu phật quang toàn thân chiếu sáng trên trời dưới đất cùng xương thần bí miệng tụng Phật hiệu, phun ra phản đó hoa sen đại đạo trấn áp thế gian. Tất cả cường giả đều hít một hơi lãnh khí, tất cả tiến hóa giả đều run rẩy. Đây là một cao thủ đẳng cấp đến cỡ nào? Mọi người chỉ có thể rung động. Phật tộc thầm bất khả trắc, cao tăng lịch đại xuất hiện lớp lớp, cũng không biết lão Phật niên đại nào còn di tồn được trên thế gian. Xem ra, người này không giống như hoàn toàn tọa hóa, mà lưu lại Phật cốt có lẽ còn có thể tái tạo huyết nhục. Dù sao Phật quang và Trần Linh đều còn hóa thành một ánh lửa cười lại bên trong xương sọ không tán đi hết. Cuối cùng khung xương bầu vàng đưa tay ép xuống về phía thiềm châu, đối bính bột kích với vũ hoàng long trời lở đất. Và phút cuối cùng mọi người nhìn thấy bên trong cầu tháp có khung xương màu vàng, các loại công kích kiến trúc sụp đổ nhất là ban thờ Phật bị rạn nứt thạch tháp ngã xuống tồn tại phật tộc ra tay một vị lão phật cũng xuất thế nhưng không thể áp chế vũ hoàng trong thời khắc cuối cùng mơ hồ trong đó mọi người nhìn thấy phật cốt màu vàng chảy ra huyết dịch điều này thật sự quá quỷ dị và đáng sợ huyết dịch này có nguồn gốc từ chỗ nào lão phật đã khổ héo không có huyết nhục sau đó tất cả đều bị hỗn độn che mắt cổ tháp và Phật cốt màu vàng đã không còn nhìn thấy. Trời ơi, ngay cả lão Phật cũng bị giết sao? Hay là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Có đại năng Phật tộc kinh hồ, người này biết rõ sự quỷ dị của cổ pháp. Người này còn nhớ rất kỹ, khi ông ta còn nhỏ, tổ sự của ông ta đã từng mang ông ta đến ngồi tiểu biếu hoang kia thăm viếng qua một lần. Đồng thời nói cho ông ta biết, đây là một trong sáu biếu tối cao nhất của Phật tộc. Hiện tại lão Phật ở đó đã bị thương Thậm chí bị hoành kích mà chết đi sao Dương gian huyết vũ rút xuống như mưa Mây đèn áp đỉnh Dị tượng thiên địa càng lúc càng cuồng bạo Cuối cùng lông vụ trắng noãn bành bố Xem mở hắc ám hoành kích huyết vũ Khiến các nơi ở dương gian Dần dần khôi phục lại sự bình thường Ở thiềm châu Vũ Hoàng lên tiếng Nói ra những lời nói kinh người Phật môn quả nhiên là thầm bất khả trắc khổ tu lão Phật đã muốn tỏa hóa thời đại tiền sử vẫn còn sống, còn cao hơn trưởng bối sử buồn chúng ta đến mấy bối phận, đúng là ngoài ý muốn. Hôm nay đến đây, ngày sau tái chiến, dường Gian nhất định sẽ đại nhất thống. Khi ông ta nói chuyện, sương mù hỗn độn tàn ra, mọi người nhìn thấy bá chủ hạ châu tây bộ và vị lão tăng kia đều rút lui, biến mất về nơi phía tây chân trời. Tất cả mọi người đều ý thức được vị lão Phật gọi là khổ tù lão Phật cực kỳ đáng sợ. Ông ra tay can thiệp, khiến Vũ Hoàng tử bỏ suy nghĩ hoành kích và giết chết hai người kia. Tuy nhiên khổ tù lão Phật cũng trả cái giá không nhỏ. Thiên địa khôi phục sự thanh tịnh, tất cả dị tượng đều biến mất. Sau đó không lâu, bất luận hạ châu Tây Bộ hay là ung châu Đồng Bộ đều có sứ giả chạy đến, truyền đạt ý chí, tất cả như cũ, ổn định chiến trường Tam Phương. Tiến hóa giả Thiêm Châu Nam Bộ cực kỳ nổ nóng, lòng người băng hoang, không biết nên ở lại hay là ra đi. Tuy nhiên, phạm là gia tộc sừng chân ở Thiêm Châu cuối cùng đều được trấn an, Vũ Hoàng sẽ tiếp nhận bọn họ, không so đó bất kỳ chuyện quá khứ. Mấy ngày sau, trận doanh Thiêm Châu Nam Bộ tàn rã, có một số người gia nhập Hạ Châu Tây Bộ, có một số người đi xa, rời khỏi chiến trường ba bên còn có một bộ phận lớn người gia nhập trận doanh ung châu đông bộ không hề nghi ngờ sở dĩ có rất nhiều người đầu nhập vào ung châu thứ nhất là vũ hoàng đã thể hiện được thực lực sâu không đường được thứ hai là trưởng bối của bọn họ đã quy hàng trước Trật nhanh tin tức truyền đến hàng tộc quả nhân là gia tộc đầu tiên thay đổi lập trường vốn đã ủng hộ vũ hoàng từ trước bằng không nếu hàng tộc phản đối vũ hoàng chưa chắc đã thuận lợi giết chết hai vị sư huynh đệ bá chủ kia rồi. Mọi người đều có lý do để tin rằng hàng tộc không hề yếu hơn so với Phật tộc, thậm chí còn có khả năng sâu không đường được. Nhưng lần này, bọn họ không làm to chuyện, nhất thời thiên hạ đều bàng hoàng và tiếc nuối. Không ai có thể ngăn được Vũ Hoàng sao? Chờ ông ta hoàn toàn luyện hóa, luân hồi đăng, hấp thụ chiến quả, ông ta nhất định sẽ nghịch thiên, đại nhất thống dường gian cứ như vậy mà trở thành hiện thực từng bước tiếp cận ư rất nhiều người đều không thể nào mà tìm được điều này quá đột ngột quá nhanh chóng sư phụ người cũng muốn hoành kích vũ hoàng sao nếu bây giờ không ra tay có lẽ ông ta sẽ thành công bên trong một danh sơn đại xuyên nào đó có người hỏi một lão giả đang ngồi xếp bằng không gian nơi đó bị sụp đổ cực kỳ đặc biệt nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn